Trung Quốc ngày 31 tháng 3 cho biết công tác tìm kiếm cứu nạn vụ tai nạn máy bay xảy ra ở Quảng Tây hôm 21 tháng 3 đã kết thúc và họ sẽ hoàn thành báo cáo sơ bộ trong vòng 30 ngày kể từ khi sự cố xảy ra. Trong cuộc họp báo thứ 10 và cũng là cuộc họp báo cuối cùng tổ chức tại hiện trường vụ tai nạn máy bay mang số hiệu MU-5735 của hãng hàng không Phương Đông China Eastern Airlines ở Ngô Châu, Quảng Tây, Ban chỉ huy xử lý khẩn cấp quốc gia vụ tai nạn của Trung Quốc đã chính thức tuyên bố cơ bản hoàn thành công tác tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường với việc tìm được hai hộp đen máy bay sau 7 ngày và nhận dạng được toàn bộ 132 nạn nhân thiệt mạng sau 8 ngày. Theo ông Chu Đào, chủ nhiệm Văn phòng An toàn Hàng không của Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc, CAAC, hơn 50.000 lượt người và hàng trăm thiết bị đã được huy động trong quá trình tìm kiếm. Hơn 49.000 mảnh vỡ máy bay đã được tìm thấy trong vùng lõi trên 400.000 m². Phần lớn các mảnh vỡ đã được chuyển đến kho bảo quản để làm sạch và sắp xếp. Cũng theo ông Chu Đào, các nhà chức trách đã thực hiện các phân tích sơ bộ về vụ tai nạn như dự đoán quỹ đạo, tư thế và lực tác động có thể xảy ra đối với máy bay khi nó chạm đất và phân tích dữ liệu từ hệ thống radar kiểm soát không lưu. Bên cạnh đó, các nhà điều tra CAAC cũng đang làm việc để giải mã dữ liệu từ cả hai hộp đen.